Hello, xin chào mọi người. Cả nhà có biết đây là giống chó gì đấy ạ? Chuyên ăn, ị và đi phá. Và còn một điều đặc biệt nữa. Đây, mọi người nhìn này. Đó, chuyên đi cà khịa mèo luôn. Những cái mèo anh lông ngắn ở bên cạnh cực kỳ ngoan luôn. Mà những bé này thì phải nói thôi rồi luôn. Cả ngày ở bên cạnh nhau là cà khịa nhau đấy. Nhốt riêng chuồng rồi nhưng mà chân cứ khều khều sang. Đấy, ui nhìn cũng tình cảm gớm. Đi vuốt má nhau cơ. Đó, rất nghịch mọi người ạ. Nếu mà ai thích những cái dòng cún tăng động ấy nhưng mà kích thước vừa phải thì có thể lựa chọn Fox Sox nhé, là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời luôn đó ạ. Những bé cún này rất dư năng lượng và có thể nô đùa cả ngày luôn. Các bé của bên shop đều được tẩy giun và tiêm phòng vaccine đầy đủ rồi mới xuất chuồng ạ. Cả nhà nhớ ấn like, subscribe, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi shop nha.